Trong nhà có bột sắn dây mà không biết cách pha uống thế này để lột xác từ trong ra ngoài thì quá uổng phí. Pha bột sắn dây rồi uống thế này, da trắng, sạch mụn và giảm thiểu tình trạng thâm nám. Trong bột sắn dây có chứa khá nhiều tinh bột, giàu chất xơ, chứa nhiều vitamin, protein, lipid, glucid và các axit amin. Chính vì vậy nó không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mà còn hỗ trợ giúp chị em làm đẹp da, ngăn ngừa vết thâm nám và mụn nhọt. Công thức số 1: cách pha bột sắn dây uống sống. Nguyên liệu: 2 thìa bột sắn dây, 2 thìa đường cát, 1 thìa cà phê nước cốt chanh, 200ml nước lọc, cốc và thìa. Cách làm: có thể nói pha bột sắn dây uống sống là cách làm vừa đơn giản, là hiệu quả giúp thanh nhiệt và giải độc tố bên trong cơ thể khá tốt. Phương pháp làm cũng khá đơn giản, bạn chỉ việc trộn đều các nguyên liệu trên lại với nhau, dùng thìa khuấy đều tay, ta sẽ thu được một hỗn hợp đồng nhất. Về cách dùng: hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong, bạn cho thêm 2 viên đá nhỏ vào khuấy đều, duy trì mỗi ngày một cốc. Nó không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, mặt khác còn hỗ trợ giúp chị em làm đẹp da hiệu quả ngay tại nhà. Công thức số 2: cách pha bột sắn dây uống chín. Nguyên liệu: 2 thìa canh bột sắn dây, 2 thìa đường, 2 thìa canh nước lạnh, 100ml nước nóng, cốc và thìa. Cách làm như sau. Bước 1: cho 2 thìa bột sắn dây vừa chuẩn bị ra một chiếc cốc nhỏ. Bước 2: tiếp đó bạn cho 2 thìa nước lạnh vào cốc bột sắn dây, dùng thìa khuấy đều tay, giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. Bước 3: hoàn thành xong bạn đổ từ từ 100ml nước nóng vào cốc, rồi tiến hành trộn đều với 2 thìa đường cát trong khoảng 1 phút. Lưu ý trộn đến khi nào tạo thành một hỗn hợp dạng sệt thì dừng lại. Về cách dùng: để đạt hiệu quả tốt nhất, hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong bạn nên thưởng thức ngay. Áp dụng công thức này trong khoảng 2 tuần, mỗi ngày một cốc vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ, sẽ giúp bạn có được làn da săn chắc, sạch mụn và đào thải độc tố trong cơ thể nhanh chóng. Công thức số 3: cách nấu bột sắn dây dạng sền sệt như chè. Về nguyên liệu: 3 thìa bột sắn dây, 2-3 thìa đường cát, 1 thìa nước cốt dừa, 100ml nước lọc, bát và thìa. Cách làm như sau. Bước 1: bắc nồi lên bếp đun sôi 3 thìa bột sắn dây, đường và nước lọc. Lưu ý, ban đầu bạn có thể đun với lửa to, nhưng khi nước sôi hạ lửa nhỏ, đun liu riu khoảng 2 phút thì tắt bếp. Bước 2: tiếp đó bạn trộn thêm 1 thìa nước cốt dừa, giúp hỗn hợp trở nên thơm ngon và đậm đà hơn. Về cách dùng: mỗi ngày bạn chỉ cần thưởng thức hỗn hợp vừa chuẩn bị liên tục trong khoảng 2-3 tuần. Nó sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa mụn nhọt và làm trắng da. Ngoài cách này ra, bạn cũng có thể dùng bột sắn dây để chế biến ra các món chè đậu xanh, đậu đen, cũng rất thơm ngon và bổ dưỡng. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức khoa học về sức khỏe.